hai chân không cần chạm đất. Trong một ngôi đền ở Kathmandu, Nepal, có một loại con gái có địa vị cao quý và được mọi người tôn thờ. Cuộc sống hàng ngày có người phục vụ, đi ra ngoài chân không cần đụng đất, cao quý nhưng cô đơn. Họ được gọi là Kumari, nữ thần sống, phải được chọn từ những cô gái Newari có 32 đặc điểm cơ thể hoàn hảo. Sau khi được chọn, đây sẽ là vinh quang của gia đình và sẽ được đưa vào sống trong chùa. Trước 7 giờ sáng sẽ có người phục vụ họ tắm rửa sạch sẽ và thay đồ. 9 giờ ngồi vào vị trí thì không được có bất kỳ biểu hiện hay thái độ gì, không được hành động, không được nói, ngồi đó để mọi người cúng bái. Theo quy định, Kumari không được đi ra khỏi chùa cả ngày. Họ chỉ có thể rời khỏi ngôi đền khi tham gia vào các hoạt động lễ hội. Có thể họ sẽ gặp những kẻ tò mò hoặc ngoan đạo trên đường phố. Những ngày thờ cúng và sống cô lập sẽ kết thúc vào năm họ 12 tuổi, trở lại cuộc sống bình thường. Kumari Snika trước đây là một trong những đại diện nổi bật như vậy. Sau khi cô trải qua cuộc sống Kumari thì không còn địa vị đáng kính nữa. Cô bắt đầu được giáo dục và tốt nghiệp thành công, làm việc trong một công ty truyền thông. Nhưng cô cảm thấy rất khó chấp nhận việc khoảng cách quá lớn so với cuộc sống trước kia. Cuộc sống của cô dần tụt dốc. Nếu là bạn, bạn có muốn được như vậy không?